nhiều hàng và có nhiều deal rất là tốt cho mọi người luôn. Mọi người mua giùm tiên nha. Nói chung là hôm nay rất là bán được bao nhiêu tiền, toàn bộ lợi nhuận của cái việc bán hàng ngày hôm nay của riêng cá nhân Tiên được commission bao nhiêu á, thì Tiên cũng đều sẽ dành ủng hộ cho một cái ngôi chùa đang chuẩn bị xây ở trên một cái đảo. Thì ở đó chưa có một ngôi chùa nào cả mà người ta cũng đang cần nước để. Thời gian qua có rất nhiều anh ca chị hát dựa vào cái sự nổi tiếng của mình nên trên này bán hàng. Và hôm nay chị Tiên cũng vậy. Nhưng chị Tiên thì mượn một cái hoàn cảnh làm từ thiện để kêu gọi mua hàng ủng hộ mình, để giúp đỡ một cái hòn đảo nào đó, xây một cái ngôi chùa và xây một cái cây nước. Thì đây là một cái việc hèn, và hai nữa là lợi dụng vào cái việc thiện nguyện để kêu gọi mọi người ủng hộ mua hàng cho mình. Nó cũng không khác gì kêu gọi từ thiện. Nhưng mà kêu gọi từ thiện thì là vào trực tiếp, còn cái này là bán hàng lấy lợi nhuận, nó cũng không khác gì nhau. Khi mà chị là một cái ca sĩ nổi tiếng thì chị phải dựa vào cái sự nổi tiếng của mình, dựa vào cái khán giả mến mộ mình. Mình lên trên này, mình bán hàng xong rồi có lợi nhuận, mình đi giúp đỡ, thì đó mới là một cái người hướng thiện, làm việc thiện, chứ không phải lợi dụng vào đây để kêu gọi mọi người ủng hộ mua hàng cho mình. Thế nên là cái việc mà chị nói là chồng chị cấm không cho chị kêu gọi từ thiện nữa, thì chồng chị là rất chi là sai. Tại vì bây giờ là nghị định 93 nó ra đời, nếu chị thấy ở trên cái hòn đảo này cần sự giúp đỡ thì chị cứ kêu gọi bình thường, có cái gì đâu. Chỉ có cái là chị phải minh bạch kê khai, chứ không được bát nháo như cái đợt trước nữa là được, đúng không? Đợt trước chị đại diện cho Mạnh Thường Quân kêu gọi xong rồi mang tiền đến cho bà con, nhưng mà chị ban phát bố thí, chứ không phải là chị làm cái từ thiện. Cái cách phát tiền của chị là nó bát nháo, và trong khi đó cộng đồng nhà ta đã soi rất chi là kỹ. Chị nhìn mặt phát tiền và chị phát cho người ta có 1,5 triệu, 2 triệu, xong rồi chị nói là chị phát 5 triệu. Và đây là cái bằng chứng của báo Lao Động. Cách đây không lâu, chủ nhân ca khúc Giấc Mơ Tuyết Trắng đã lên tiếng giải thích về việc tố 6 tờ 500 đồng thành 5 triệu. Cô khẳng định bản thân bị oan do những cái đoạn clip này là được chỉnh sửa, khiến người ta hiểu lầm rằng cô ăn chặn từ thiện. Tôi nói cô nghe,